Anh em muốn tự vận may kiếm tiền online uy tín không sợ lừa đảo, đến ngay clmmvip.me, hệ thống chơi chánh lẻ Momo dịch tự động 24/7. Cách thức tham gia vô cùng đơn giản, đường link mình để dưới phần mô tả. Yo, hello nha, chào người nha, quay trở lại với channel mình đây từ bắt đầu mọi người nha. Chào anh em game poker đã chiến cho mình nha, từ bắt đầu bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì trước khi vào video thì mong rằng anh em đã đi của kênh thì vui lòng để tới một like và một subscriber để hỗ trợ lô phát triển nha mọi người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, tiếp tục hành trình vui chơi sự kiện ở bên con lạc server 1030 anh em. Buổi sáng ngày mới anh em. Ôi, đêm qua say quá các bạn. Sáng sớm dậy sớm làm clip cho anh em xem. Ngày hôm nay tôi được phát quà vui, mới là phát chưa hay là tí trưa mới phát? Chắc trưa mới phát anh em. Đây các bạn, đây là nguyên đây là phần quà đua top này các bạn này. Đây. Đây là phần quà đua top anh em. Ô, 100 mảnh hộ ô này, có khi nào chuẩn bị gọi hộ ô không nhỉ? Nhá, đủ gọi ô đấy, tôi có 100 mảnh thường đấy anh em, có khi nào gọi ô về không ta. Đây anh em, đây là nguyên phần quà đua top này. Đó, đều top 2 anh em. Tụ cưới top 3 thì phải, tụ cưới top 3 đấy, đều top 2, top 3 đây anh em. Đó. Ơ nhận. Bảo gu thì chắc chưa nay mới phát anh em. Nghe bảo anh em vào chưa nay mới phát. Chắc vậy. Thế gồm, thế này còn mấy ngày nữa, 3 ngày nữa. Ô, cố gắng nhai lốt anh em này. Cái cố gắng nhai lốt các bạn. Tiếp khủng. Hôm nay thì vẫn chờ tập trung vượt map cày kim cương thôi anh em. Đó, bây giờ là bắt đầu tập trung cày kim cương, tích kim cương các bạn, không tiêu phí nữa. Để chuẩn bị X10 thần gió anh em. Mà nghe bảo này X10 thần gió này, mới làm bên server này được mở không? Hôm nay kết thúc event thì như là phải đợi một ngày các bạn, ngày mai nó mới cho vào sự kiện đúng không? Check qua coi nào. Đúng rồi anh em, hôm nay mất một ngày, anh em ngày mai nó mới cho vào trong sự kiện. Chán thế nhờ. Hơi toang các bạn. Ok xem nào. Ô đây anh em. Đúng rồi, ô nó cho luôn về này. Ô đùa kìa. Hay mình gọi luôn hộ ô về chơi nhờ. Thử reset phát coi anh em, 50 kim cương này. Ôi trộm đàn trừ đẹp bằng nhau. Ừ cũng hợp lý anh em. Giờ có khi gọi hộ ô về trước cũng được. Nếu ô về chơi cũng được mà anh em. Nó cứ từ từ các bạn, để cho tính cách nó chuẩn đá. Mở đi skin đây. 5 dương phụ kiện sử này. Ngon. Đi skin sử. Ô oh, được các bạn, cũng được của nó. Thân mật. Ok, khởi động ngày mới anh em. Shop nào. Và shop cho nó hồi hàng lên anh em. Rồi. Ok, giờ thì bắt đầu chắc quẹn tài nguyên thôi anh em. Giờ thì bắt đầu tập trung quẹn tài nguyên thôi. Hôm qua cái này đi đến tầng 30 rồi anh em. Qua đến tầng 30 quay xe không làm gì được. Rồi. Khởi động một... À quên đi xem thời tiết các bạn nhỉ. Quên, cứ nước quên anh em cập nhật thời tiết cho anh em mà cứ bị quên gọi. Rồi, hôm nay xem nào, hôm nay chúng ta có gì đây. Có mưa lớn anh em nhá. 12h54 đến 14h54 anh em. Rồi. Và bắt luôn có một cái món hệ nửa này về anh em. Dẫn hệ nửa này bắt về luôn. Đây rồi. Rồi. Bắt luôn cho này về các bạn. 1 2 3 Đánh bánh. Cho bắt bồi bánh này anh em. Con này bắt hào bánh rồi. 21%. Rồi, bắt đầu bắt anh em. Phải tăng sưu tập thôi. Giờ để bắt đầu tranh thủ đi bắt thêm những Pokemon nạ nạ về gia tăng sưu tập thôi anh em. Hay ngon, được rồi này. Được luôn các bạn. Mấy là con này có chưa đây, tí về cháu này có rồi nữa, cày lắm. Ồ, oh, cá băng kìa. Bắt luôn cá băng các bạn. Rồi. Bắt luôn cá băng anh em. Chung thì bắt đầu là tranh thủ cày cuốc thôi anh em, tích góp kim cương, không tiêu xài nữa. Là tiêu xài là một cái gì đó nó vô cùng hoang phí với con lạc này anh em. Hai mốt, 20% tiếp, bắt nào. Được luôn ạ. Ô ngon. Khởi động buổi sáng hơi bị được các bạn. Ồ, oh, thêm cháu cái lến nữa này. Giờ là tranh thủ bắt những Pokemon nạn nạn này về để gia tăng sưu tập thôi anh em. Để chỉ chờ đợi điều gì nữa.
Rồi, tôi thấy nó rồi anh em. Tôi thấy cháu nó rồi. Rồi. Ở đây mới đây mà. Đã núp bụi à? À ừ, nó đây anh em này, nó núp bụi này. Đấy. Núp bụi à? Núp bụi này. Ui thế mày quá chưa toang anh em. Tí nữa tưởng em nó toang ở 70%, bắt cũng dễ nhờ. Bắt một anh em, đấy là có tăng sưu tập không? Ồ, giờ mình nhớ ra anh em nhá. Đêm hôm qua tôi say, tôi quên còn một cái nhiệm vụ tôi chưa làm nốt anh em. Tiếc thế nhờ. Buồn thật sự các bạn. Ô đây 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 đây, cháu này phải vào luôn anh em. Con này là có duyên với cháu Luza này. Con này kích duyên cho Luza này. Con rùa lửa này tí phần map có rồi anh em, phải bắt. Các bạn ý nhá, một số Pokemon anh em đi vườn map các bạn sẽ có nên là các bạn cũng đừng có bắt nhá. Không mất công. Làm phí ra thôi chứ không được cái gì hết. Con này chạy mọi người tôi mà chưa biết. Rồi. Con này là kích duyên với Nuza này anh em này. Con này kích duyên HP nhá. Dành cho bạn nào không biết thì con này nó sẽ kích duyên HP. Nốt hai quả bom này đi. Coi như là miễn phí cho em nó 21%. Phải đổi không? Chắc không. Chưa mà. Mà sáng nay bắt thế nghe cũng hên hên anh em. Bắt cứ 20-21 mà cũng nhát một. Cũng ngon đấy. À thôi nào về đi. Nói là cháu này thì ngốn mồi nhá. Còn có ba cái bánh thôi. Bắt không được nữa thôi. Thì tôi không bỏ anh em chứ không bỏ kim cương vào cháu nó đâu. Bắt mấy con này bỏ kim cương là cực kỳ, là một cực kỳ sai lầm các bạn, phí hoài lắm luôn á. Ok à. Về đội này em ơi. Oh my god. Nói vậy chứ. Ok à. Rồi. Mày qua các bạn tưởng không bắt được nữa là thôi nghỉ luôn ạ. Múc chat. Rồi ok. Đấy, thêm sưu tập các bạn. Đây, hôm qua tôi quên đấy các bạn này. Hôm qua tôi còn một nhiệm vụ chưa làm này. Hôm qua ngủ quên, hôm qua mệt quá đi ngủ luôn anh em. Hôm qua nhậu say mệt quá đi ngủ luôn. Ở đây. Qua tôi. Hôm nay còn có một map nữa này, chuẩn bị xong rồi anh em. Hôm nay chắc cũng vừa nốt, hôm nay chắc là qua bên luôn anh em. Ừ, nhóc mà nhớ để tôi đánh xong cái map này, tôi đánh vào đây luôn. Để cho mấy bạn mà lên sau có chỗ mà quét. Nhiều bạn lên sau không có chỗ quét là cũng hơi cực. Pun chưa, pun sao hết rồi anh em. Ơ quên, tôi quét đều pun sao hết rồi. Ai, tạm thời vẫn bỏ kim cương để quét đấy, anh em. Mấy ngày đầu tạm thời bỏ kim cương đây, mà có 400 thôi. Nó xứng đáng được tiền con gạo các bạn. Quét nào. Rồi ok. Rồi thám hiểm. Đây hôm qua quên chỗ này anh em. Đây, thêm sưu tập này. Các bạn thêm sưu tập các bạn. Up nào. 92 là chắc hôm nay lên 100 các bạn. Hôm nay lên level 100 cho đấy. Kích hoạt duyên đấy anh em. Duyên cho Luza này. Đấy. Mà lúc chat anh em còn HP thôi. Không chả làm gì. Tăng gộp. Mình chả tội gì anh em. Thấy không bắt thì cũng hơi bị lãng phí. Rồi. Giờ vào võ đài các bạn. Xem nào. Mình lân crit anh em. Nhưng giờ vào võ đài đi nâng crit nhờ. Nghe nó hơi vô lý. Nhưng mà rất thuyết phục các bạn. Dấu biết rằng là nghe hơi vô lý các bạn. Nhưng mà rất thuyết phục. Ok nói khảm vô. Rồi tôi cày anh em. Con cháu tôi quay các bạn coi. Cày lúc đã. Ok anh em tiếp tục là.
Tôi lại vừa mới mở thêm vượt map anh em đây, vừa vượt map thêm quá đây. Nói chung thì cứ giờ cứ tranh thủ vượt nhanh anh em, còn mở master nữa. Hạc này nói chung là top anh em, chắc chắn là sẽ nhanh các bạn. Nên 75 là phải qua master luôn để mở master anh em. À quên, để mở pro 2 kiểu vậy. Chắc là trong 1-2 ngày tới là cũng sẽ quán full các bạn. Hiện tại xem nào, 59k lên thân mật được 50 chưa? Còn một xíu nữa anh em. Trước khi đấy cái phạt duyên anh em nhá. Con này cũng phải gộp ạ. Toàn kích hoạt gộp thế nhờ. Ok, tăng lên 7 trước vậy anh em. 5, 6, 7. Rồi, nhẹ nhàng cho lên cộng 7 trước các bạn. Rồi, đó, đu ra thêm ít điểm crit. Bên này thì AP thì cứ từ từ các bạn. Đấy, sáng nay nhẹ nhàng 2 duyên mới cho nó anh em. Cái này nữa anh em. Còn này thì như là ở map mấy nữa nhỉ? Ồ, 2 map nữa anh em. 2 map nữa là được có cháu nó rồi. Cố gắng. Đó, rồi, nên leo vào 59 à. Ừ, nhanh thế nhờ, leo vào 59 rồi anh em. Sau này tôi chưa làm huấn luyện này. Đây, 3. Rồi, ok. Up skin. Up skin. Mua vàng anh em, tăng ra nhiệm vụ mèo vàng luôn. Lại kích hoạt duyên cho nó đây. Cái chà tăng speed à. Còn này độ thân mật à. Bên này độ thân mật anh em. Được anh nhờ. Bên này này độ thân mật các bạn. Thú vị. Con này thế thì lên nuôi rồi anh em. Cháu này là phải lên nuôi rồi. Xem nào. Tiến hóa. Ba dạng à. Rồi. Up lên anh em. Đó, lên nuôi lên luôn. Đằng nào cũng vậy, nuôi lên luôn, ăn cho em gì đâu anh em. Em nuôi bằng điểm thôi, chứ không để farm. Còn em nuôi bằng tài nguyên thôi, tài nguyên có sẵn rồi anh em. Nuôi bằng tài nguyên có sẵn được rồi. Quét phát, đằng nào sau này cũng phải đi quét cái này anh em, quét luôn. Đằng nào sau cũng phải quét cái này. Lên mặt 20. Rồi, khởi động nhẹ nhẹ anh em, tăng ít điểm speed. Ok, nói chung thì video sáng nay thì tôi cũng điểm qua sương sương đấy anh em, nên 600k rồi. Đấy, khởi động nhẹ buổi sáng 600k anh em, điểm qua thời tiết hốt quả các thứ thế thôi anh em. Còn ô thì chắc từ từ các bạn. Kiểu đang tích kim cương giảm cứ phá vậy nghe nó hơi sót ruột các bạn. Nào, phát nữa nào. Thôi, từ từ. Còn đang có reset đấy nhưng mà. Nên gọi ra, gọi thì về truyền luôn à. Gọi giờ là về truyền luôn anh em. Nhưng mà giờ chưa có tiêu phí chưa gì hết. Thôi cứ để ngày mai đi anh em nhé. Mai tính nào cũng vậy anh em, không vội. Nhanh một ngày cũng vậy mà chậm một ngày cũng thế thôi anh em. Ok, thôi video tối xin phép thôi anh em lại đây nhé. Hẹn gặp mọi người clip theo còn video kênh từ từ bắt được. Từ từ bắt đạo như giờ thì bye bye.